đi vô cổng luôn. Có quầy bán chè nó chửi tôi từ lô tô ra tới đầy thường cái con này. Mà hết chuyện chửi rồi ha, cái chửi với cái đó nhà tôi chết luôn. Vui ừ. Mấy má cảm thấy vui. Mấy mốt tôi mà hết một cái ha. Ha. Rồi á, loi cái khác ra chửi đi, cái tay đây. Sao anh? Mày chỉ mà mày hết hô đi rồi còn có cái khác để nói mày. Nói là sắm sửa cái bàn tay hết nửa ngày rồi. Thật sự mà nói là hôm qua bận rộn lắm mọi người đó. Hôm qua bận rộn lắm nhưng mà cũng ra cái gì vậy? Móng thiệt, trời ơi. 500 ngàn một móng của chị. Hôm qua bận rộn. Mày sợ mà làm 120. Mà lên 500. Hôm qua có tao rồi. Cho Hường thực sự là bữa nay đi quay phóng sự với anh Thuận đó cho nên mình cũng đầu tư không đó, mình thấy mình mặc cái áo quá trời nổi rồi mà cái bàn tay nó không có màu thì cũng kỳ, cái đi ra cái đi ra tiệm làm bộ móng này mọi người đó, ở đâu ta, ở Vạn Hạnh Mo mèo má ơi, mo là cái gì? Ở Vạn Hạnh Mèo biết mèo mà mò vậy đó để biết đâu. Mọi người hiện tại thì em với Thảo Nhi đang ở một cái con đường rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, đó là con đường Hồ Thị Kỷ, đó là một trong những con đường nổi tiếng về kinh doanh hoa tươi đó mọi người. Nhưng mà đặc biệt ngoài hoa tươi ra nó còn một cái, còn một cái chỗ nữa mà tụi em đang rất là trông đợi, đó là cái chỗ bán chè. Chè không? Chè do cái xã của người đẹp Mai Thiên Tây. Mai Thiên Tây nha, Mai Thiên Tây cung cấp nước cốt dừa. Chị không có bán chè, chị cung cấp nước cốt dừa thôi, hiểu không? Đó, mà đặc biệt là em nghe đồn là chè Campuchia mọi người. Ngõ lớn chưa ăn bao giờ chứ, mà nghe đồn nổi tiếng lắm đó. Bây giờ là mình phải đi ăn chè Thái rồi, bây giờ ăn chè Campuchia coi nó ra làm sao. Đó. Mà thật sự em nói mọi người nghe, em chưa có make up gì hết trơn á. Đi ăn chè mà làm chi tới lồng lộn đó, nhẹ nhàng đơn sơ. Thật sự chưa có make up gì hết trơn, nó quẹt đường nó dính luôn nè. Ê, đừng. Hổn tróc lên nền đó rồi một chút xíu nữa là sẽ có thêm mấy người nữa anh lát có mấy người nữa hai chàng trai đó, một lát nữa sẽ có hai chàng trai lực lượng cao to sáu múi cao 1m89 hộ tống hai chị em đi ăn chè đó. Thực sự thì đi ăn chè thì sương sương vậy thôi đó, đi ăn chè ta kêu là gì, rượu ngon phải có gái đẹp, còn bây giờ làm chè ngon thì phải có trai đẹp đó, vậy đó nha mọi người. Lát đi mọi người đợi đi chút xíu nữa em sẽ dẫn mọi người đi hết cái con đường này nè. Vui lắm, có nhiều chuyện để nói, đặc biệt là cái bàn tay em đó, lát chú ý bàn tay em nha đó. Bây giờ đến đây là giới thiệu cái chợ này có cái gì chứ không phải là đến đây là giới thiệu bàn tay má nha. Ở đây là để dẫn cho khán giả mình biết cái chỗ có tham quan cái chợ, là cái chợ bên đây là cái chợ bán đồ ăn thức uống, những cái sạp quầy hàng, giới thiệu cho người ta chứ không phải là giới thiệu về bà. À, không, bà thường ngày ta biết mặt bà quá rõ ràng rồi, bà phe cái mặt bà hoài ai không biết bà đó. Bà là chủ cung cấp sỉ và lẻ nước cốt dừa và sát dừa nha. Để người ta giới thiệu đi, người ta nói đây là dài đây đi dài tao giới thiệu những cái quầy hàng tao bán cái gì, bán bông bán hoa hay là bán đồ ăn bán cái gì, đang ngồi uống nước mía nè. Cái bà giới thiệu cho bàn tay bà chứ đừng buồn đó. Thì giờ dạ thì mọi người ở đường Hồ Thị Kỷ có số 97 mọi người, có tiệm nước mía ngon lắm mọi người. Dạ nếu mà ai rảnh đi mua qua tư mà khát nước hay ghé cái đây uống nha mọi người. Dạ này 97 Hồ Thị Kỷ. Dạ cô vừa làm cô chưa? Vậy được đó không? Mình tập trung chuyên môn là vấn đề chính đi, mình đi đâu mình phải ra tập trung, mình phải giới thiệu ở đâu mình phải theo đó. Không, ở đây có giới thiệu gì cô, ai biết cô, có giới thiệu hoài vậy. Đáp ơn bây giờ mình giới thiệu rồi đó, bây giờ là nước mía nè, nước mía này mía chiên sạch nè, nước mía có cam dắt nè, 97 nha Hồ Thị Kỷ nha. Đó. 97 số 97 ngàn ly bà. Mình có số 97. Đúng không? Kêu con số nha trời. Kêu trước đi. Rồi, ngồi. Chị giàu nhất đây, đẩy 97. Hồ Thị Kỷ. Kìa nhu cầu khán giả kêu một số lô tô kìa. Kêu y cầm anh tay kìa, số đây bà. Trời ơi, kêu mà kêu đâm heo mới vui. Thôi, kêu trước đi. Kêu đâm heo mới vui. Mà mở hàng, bà mở hàng đâm heo đi cho nó vui. Ở đâu rồi? Mà nhìn dao với tóc đó. Cái bài hít của Thảo Nhi đó. Hẹn 1 giờ mà giờ này nhiêu rồi? 1 giờ rưỡi rồi. Từ ở bên Âm Ti Quán qua tới Hồ Thị Kỷ, hai cái thằng đó nó dẫn đi trễ. Còn nói điên không? Đó. Nó hẹn 1 giờ rưỡi rồi chưa thấy cái thằng mặt móc thằng nào trên. Nguyễn Trung với Lê Cành hai không biết chị, đi đâu vô nhà nghỉ khách sạn gì bây giờ này chưa thấy ra. Quay. Trong khi chị em tụi tôi là đồ nghề rỉnh rang vậy đó. Quá trời công việc để làm mà vẫn đi sớm hơn mấy ba chỉ có chải cái tóc cái là thay bộ đồ đi thôi à, đâu có cần làm gì đâu.
Trời đất ơi. Mai Thiên Tây cũng đâu có làm gì hết. Hôm nay Mai Thiên Tây là sương sương thôi. Hôm nay bữa nay chị để mặt mộc của em, chứ chị mới make up là 8 giờ tối mới ra đây. Là mộc nguyên cây cổ thụ đó mẹ. Mẹ. Thôi đất ơi, sao mặt mẹ mặt bằng mộc mẹ nè. Nhìn cái bàn tay nè đó, lấy cái nón này trời để cho sau lưng cho ta coi đi. Ta quay cái mặt nè đó, mặt mộc dễ sợ luôn. Thấy không? Cái mi không có gắn cái nào, mi miếng nào chơi chứ mày không có vẽ nha, má học không có đánh nha. Cái mặt không có đánh nha, đó, mặt tự nhiên nha, không có tự nhiên như không có. Tay cũng tự nhiên rồi đó, tự nhiên thấy không? Đó, đó nhìn mộc ghê luôn. Em nói mọc nè trời, cũng mọc nè bông, cũng mọc không mà cái mọc mọc nè đó. Cái này cũng mọc nè, mọc nè. Đó, cái quần cái thì nè, đó, không ủi nhăn đùm nè. Không phải, ủi mà cái áo màu xanh lặn trong không mọc nguyên tiền. Chị ủi rồi em. Chị ủi rồi, chị mình nói chung là tại tên là mà tới cái tao quên á, tao bỏ vô trong cái bịch đồ á, cái bóc ra cái giờ nó nhăn lại. Mà em nói nghe mọi người, nhờ em để mặt mọc mà em gọi ba cuốc xe ráp không nào nhận chưa? Thấy mặt bà sợ quá, nhìn mặt bà thấy sợ quá. Một hồi có một chú kia cũng khá trường chắc sáu mấy bảy chục tuổi, chú cũng lớn, chú mà chở em qua đây nãy đó. Chú chạy, em đứng vậy nè, em đứng em cười vậy nè. Chú đi một vòng qua, đi vòng lại, nhận quanh lại ba vòng mà chú nhận ra tôi bị việc áp là đàn ông. Mà cái cấu hình ở ngoài đó lại là gái, đó. Thế nên là chú không có nhận ra, mà quắc chú, Hồ Thị Kỷ. Lạ quá. Lên con. Ở trong hình là tên Hoàng Sơn mà ở ngoài là Mai Thiên Tây nè. Cái bát mà chỉ có Mai Thiên Tây mới có thôi nha, cái bát nè đó, không? Cái bát tóc, cái bát có một không thật hai. Sự ra là thật sự là cái gọi là cái sự tích của cái bát này là như thế nào? Đó là trước đây khoảng tuần 2, trước đây khoảng chừng 2 tuần á là nó nắng kinh khủng khiếp. Nó nắng không thể tưởng tượng được 40 mấy 50 độ. Nực quá làm gì? Đẩy tông đơ. Đẩy tông đơ xong rồi vừa hết xong cái đầu trời mưa xuống. Công nhận cái đuôi tóc ha mướt rượt à. Mướt rượt luôn, không có sơ nha. Ai điện kìa. Không có đanh nha mọi người. Hình như chú hay là cần điện gì kìa. Cái gì vậy Thoại? Rồi không có liên quan. Hả? Cái gì vậy?